cái xe nước mía nè, rồi cái tủ à, tủ bánh đó, mì đó, nè, thì đó bạn chị bán mấy đồ đó thì đồ lắm mà ừ. Quá trời đồ thì đó thì bán đồ nhiều lắm em, xe bảy có bảng hiệu gì nữa kìa. Ờ Thanh Dung á, hai đứa con chị đó. Chị dọn đồ từ Phú Quốc qua đây là mấy xe tải chị? Một xe tải 7 tấn em. Quá trời đẹp luôn, dán carbon là chính thức là của anh An luôn chị. Ờ wow, công nhận là, nhưng mà xe này xe cặp luôn. Kính thưa bà con cô bác quý khán giả, Hoàng Xanh có ngồi ở đây, có chị Nhân, cô Lụa ở đây. Thì nói chung là gia đình đang gặp nạn của chú chị, cho nên thì chưa có thể nào xây nhà xong. Mà dù cái nền móng này anh An anh đã xây cũng được lên nền móng xung quanh cũng nền rồi. Thì gạch cũng còn đây, xi măng còn đây, nhưng mà tạm thời dừng lại. Thì sắp tới chị Nhân ơi, chị Nhân có thể chia sẻ quán mình bán gồm gì á chị Nhân? Thì cũng bán nước mía đó em, rồi cam giác, rồi dừa, cà phê đồ đó. Dạ. À, rồi cũng đặc sản. Kèn tập quá gì nữa không? À, thì tính lấy cạt rồi thêm, mình lấy thêm cái chút chút á em Xanh để dạ. Mình cắt xong đi rồi mình tính là trước mắt là chị bán cà phê rồi dăng vài cái giỏng đi cho người ta nghỉ trưa. Dạ. Đó mình bán bình dân vậy em. Đó, dạ. Đó thì xong rồi mình tính tiếp. Dạ, cái đầu thì để mình tính vậy đi. Rồi dạ. Từ từ rồi mình mới coi cái như thế nào. Thì theo cái nhu cầu của khách đi ngang thôi. Đúng rồi, rồi mình bán như thế nào em, rồi coi rồi mình bán cái món gì được và cái gì được đó thì mình sẽ tiếp tục mình làm thêm. Cô Lụa còn bán bắp như trước không? Có bán bắp kèm luôn không? Bán á, bán bắp luôn mà. Bắp chung là nhà có nàng luôn. Cho để cho nàng nó bán luôn. Dạ. Cô Lụa thì tới lui coi. Ờ thì đó coi thì ấy. Cái này cô Lụa lớn tuổi rồi nghỉ ngơi. Nghỉ rồi không có làm rồi. Cô Lụa là phụ anh nàng đó phải không? Phụ rồi, em phụ nó xác thì chị cũng giống như nghỉ với em. Phụ nó rồi rồi thêm gần chỉ gỏi cuốn rồi bánh xèo nữa. Ồ, cô Lụa biết làm gỏi cuốn luôn. Trời ơi. Mày muốn còn ghé ăn nhà con thằng ngon lắm. Đúng rồi. Bữa nào Hoàng Xanh nói làm đi cô làm cho ăn thiệt á. Mẹ làm đâu. Bữa nào khai trương đi con ghé chứ làm giờ cô không khỏe. Trời ơi có gì đâu con cô cháu mình ăn trong nhà có gì đâu. Thì tính xa lu bu lắm trong gia đình đó thì em nghe điện trước đi. Coi như trong nhà em quý mẹ chị, quý chị thì em cứ nghĩ không có gì đâu em Xanh à. Cái tình cái nghĩa mà. Cô ba anh chị thì Hoàng Xanh chia sẻ thế này, nếu cô ba anh chị nữa mà Hoàng Xanh có thông báo nhà đang làm xong mà cô ba anh chị có đi ngang phà của Lâu Dung á thì cô ba anh chị ghé ủng hộ cho anh An với, tại vì anh An với cô Lụa ở đây, cô bác anh chị muốn gặp anh An cô Lụa hay là muốn gặp chị Nhân thì sẽ ghé vô về uống ly nước gì đó ha, rồi mình ủng hộ trái bắp gì đó. Dạ mình nghỉ trưa đâu chú anh chị. Bến phà của Lâu Dung đây rất là mát của chú anh chị. Rồi chị Nhân ơi, vậy thì mình nhà này mình dự định mình xây như vậy là xong là mình xây mấy phòng, chị chia sẻ lại cái. Không có một cái phòng thôi em, với giỏng mình lấy lấy cái ga về gian giỏng em. Dạ. Gian giỏng gian giỏng cho khách đầu trưa cho người ta nghỉ ngơi đó em, người ta có đi ngang hoặc là mệt á thì người ta nằm nghỉ ngơi tí rồi người ta đi. Dạ. Đó là như vậy á, bình dân. Vậy là chị bán với anh An bán thì có thuê nhân viên gì không? Không, có trời ơi trời, thì chuyện mình chị bán được quen rồi, thì anh An có bán bắp thì bán. Thì có phụ ví dụ mở cháu dịch hay gì đó. Dạ. Thì chị rảnh thì chị phụ, ví dụ vậy như mẹ nè, mẹ rảnh thì mẹ ra mẹ phụ vậy đó. Dạ. Đó kệ đi, mẹ con chia sớt nhau sống em ơi, chứ giờ mình sống mà mình ấy quá cũng không được. Dạ. Sống mà dạng là đủ được rồi, tỷ người ta có thuê mặt tiền thì người ta bán giá 25.000, còn mình có mặt tiền thì mình bán giá 20, thí dụ như vậy kệ. Dạ. Đi đó rồi mình bán đó như vậy đó lấy công làm lời lấy công làm lời ai đi Xanh à đó công. Chị cũng nói. Dạ. Với mẹ Lụa với anh An như vậy, mẹ mình có mặt bằng để ta bán 25 mình bán 20 thôi kệ. Đúng đi rồi. Đó cô chú chị thấy rõ ràng là chị Nhân từ khi chị Nhân xuất hiện thì là làm cho cô Lụa có thêm niềm vui á, kiểu như là chị Nhân á thì chỉ chu toàn giống như cô Lụa đã từng chia sẻ, cho nên thì mặc dù nhà cô Lụa đang gặp nạn mà cũng như là ta nói là đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh đó cô Lụa. Có chuyện cái tự nhiên giờ xuất hiện lành gặp người gác cho mẹ con nói mẹ đó mẹ. Rồi bây giờ là chị ghế là chị lấy từ Phú Quốc qua phải không chị? Đúng rồi, chị với mẹ mới dọn qua hôm kia gì đó, mới dọn đồ rồi chị làm mà mẹ ra bác phụ á. Chị dọn đồ từ Phú Quốc qua đây là mấy xe tải chị? Một xe tải 7 tấn em. Một xe tải 7 tấn hết đồ. Hết đồ gói em mà. Bên bển là mình bán gì mà mình ghế nhiều chị? Hồi đó xưa chị cũng bán cơm tấm đâu chứ, hồi xưa chị mới qua đó. Ờ trời, chị cũng làm chị nấu luôn hay thuê người ta? Chị không, chị làm mình, chị không có thuê, rồi cũng có thuê cái mà làm không vừa ý chị cho người ta nghỉ, rồi xong rồi ở gần sớm người ta thấy người ta ra phụ rồi chị tự rồi chị cho thôi, chị xì người ta thôi, xì cái gì đó. Dạ. Chứ không có mướn em mướn. Chị khéo quá cô Lụa. Cô Lụa cũng khéo tay, giờ gặp dâu giỏi cô Lụa thích. Hợp nhau, hợp tình hợp lý. Hợp lý luôn ha. Rồi bây giờ giả sử như là trong nhà mà ví dụ như
không có ai làm ra tiền đó, rồi chị có phải trách anh An không? Vừa anh An sau này không, anh không, làm chị đã nói gì, chị nói em Xanh nghe nè, chị đã nói gì nhất nhất đó, chị ở bỏ chị cũng thuê mặt bằng thế, anh không có làm ra tiền á, mong vợ ở đây chồng chị có cái mặt tiền sẵn rồi đó, chị buôn bán có thể là chị lo, chị cũng nói nấu một bữa cơm mẹ ăn, chị đúng ăn rồi. Con có anh An ăn thí dụ vậy, anh An ăn là gì là vui lắm rồi, chị nói thiệt. Chị là chị lúc trước chị cũng nói mẹ ơi con qua đây có gì con buôn bán với mẹ đó, rồi hai mẹ con mình đầm bập nhau để sống đó, là đó là chính qua chị nói với mẹ như vậy. Không, không. Lụa con hỏi những cái câu hỏi này là có thấy sao nhiều khi vợ chồng là đâu phải lúc nào anh An anh cũng khỏe luôn anh mình thân thế đó, mình xác định mình ở là mình phải thông cảm cho nhau đó, cho nên cô Lụa cũng mong muốn là có sự sẻ chia, vậy là cô Lụa vui rồi, cô Lụa đâu cần phải cho vậy cô Lụa phải không? Đúng rồi. Không làm mẹ là cô mà nghĩ là đứa nào mà mần được thì của nó để sau này có tương lai nó kệ nó, cô không có không lấy của đứa nào hết trơn á, thì ví dụ đứa nào có đồ ăn thì cho con chút cô ăn thôi chứ bây giờ đâu mà đứa nào làm con thì làm à. Mà chị Nhân á thì chị nói là chỉ cần là một cái mâm cơm ăn bằng cái gì cũng đó, được thì hạnh phúc có mắm ăn mắm có muối muối mà có nói mẹ rồi mà yên tâm đi, nó cũng nói vậy à, tại vì mẹ cũng đòi hôm nay bán thôi, mẹ ơi có gì ăn nấy đi, chừng nào không ấy thì mình tính tiếp, thì hôm nay mẹ cũng nói để bán để mất khách thì chị nói ờ thôi mẹ ơi kệ đi, có gì ăn nấy đi mẹ, không có sao đâu đó. Thế nào ngay bữa hổm tính làm rồi cũng chừa chỗ nằm bán bắp đó rồi để rước khách gì là gì để nghỉ rồi mất khách rồi cũng tính vậy đó, rồi ngang nó nói để bữa hay bữa còn sao rồi chứ chụp có một chuyện rồi thôi. Không có nghĩ là bà con cô bác xem kênh nó cũng biết á, cũng biết là mình bán bắp mình đang nhà đang gặp sự cố. Vậy là chị Nhân là nếu mà chị Nhân về dọn về đây con nghĩ là chị Nhân không có chị Nhân không chắc không có phải mua đồ nhiều, tại chị đồ nhiều rồi. Đúng rồi, đồ chị nhiều lắm. Cô Lụa cũng nghĩ là một người phụ nữ họ có ý tứ, họ có biết làm ăn là mua đồ họ nhiều lắm. Đúng đúng rồi đó. Bàn ghế chén dĩa máy lạnh đồ đủ chị cũng cho người ta cái máy giặt luôn, chị chỉ lấy tủ lạnh với đồ này nọ chị đầy đủ hết á. Nó cho máy giặt của người ta mà cho và cho người ta đó. Tặng người ta. Không tại vì chị dành chị quý cái gì đó tặng cho gì. Cho cái máy lạnh người ta không lấy, người ta lấy cái máy giặt. Không chị sống cái tình của chị tuy rằng chị không có nói là chị già có hai em Xanh mà cái tình thương của chị ai thương chị nhớ ơn và chị quý lắm. Thấy cô Lụa thương chị không, chị tâm sự thật tình đi. À, sao không thương được, kiểm thương chị đâu có dọn gì để ở với mẹ Lụa đâu. Quyết định thôi mà mình quyết định nhanh vậy thôi, mình cảm thấu được nhanh sớm gì chị. Chị nói em á, dù cái gì cái em mình đã nói một á mình cũng hiểu rồi, giờ nói cả cuộc đời không hiểu là không hiểu thôi. Vậy nếu đó, mà hả? Người hiểu rồi nói một lần một tiếng hai tiếng là đã hiểu rồi. Nghĩa mình cảm nhận là mình bắt được cái tần số là mình đi sâu thẳng vấn đề luôn. Bữa nè bắt đầu là lấy số mẹ Lụa một cái là chị nhắn tin dài thiệt là dài luôn, không biết là mày tin nhắn mày còn giữ hay không. Cô Lụa có đọc không? Đó rồi xong rồi sao mày điện không có dám điện, chị không dám điện đọc hết mà giờ quá rồi chị cũng từng nhắn với em đó đúng không đó chị đâu bị cái nhớ. Cái như là chị trong điện thoại còn chị mà để lại nhiều cảm xúc chị ấy quý mến em á Xanh là chị chia sẻ, tại vì em sống có cái tâm đúng nên rồi. chị bây giờ là chị tải lòng của chị để cho em hiểu, mà chị không có ý gì đâu, em yên tâm chị đi. Mến cô Lụa với lại thấy cô Lụa khó khăn đang gặp chuyện gì đó, tại vì xin số điện thoại cái clip của cà gót nó chắc cũng mừng cả tháng hai tháng rồi. Họ con coi hồi lúc khi mẹ mới chắc cũng mới để ý hoàng bảnh tính tình cô sao coi anh hoàng bảnh trước anh hoàng bảnh bảnh lại quay trước á là con quay hoàng bảnh quay hoàng bảnh xanh cô quay quay trước coi là lúc là con vô là anh hoàng bảnh nhưng mà chỉ coi được chỉ coi ngay clip anh hoàng bảnh lúc cho tiền chịu máy xe đó đó là thấy anh An không nhận tiền nữa như đó là đủ rồi, cái chị cảm thấy là cái người này làm gì tốt, người ta ham tiền mà sao nghe cái ông này ông nghiện rượu gì mà sao lại không ham tiền á mà không ham tiền không, mà lúc đó chị cũng chưa nhập tâm nghe mình còn ngẫm nghĩ nữa. Đúng rồi, chị lướt qua là cái trước á chị cũng không có ngờ, cái sau này mới chị mới nhập tâm là chị mới hiểu biết đó, là bắt đầu là coi luôn theo dõi luôn rồi đó. Clip đó là có người cũng nói chuyến này nghiện rượu có tiền mua rượu uống rồi đó, có tiền mua rượu uống rồi đó đó, rồi sao rồi ai điện mà cho cộng đồng mạng giờ thương mà cho em Xanh nè, nói là bà này bà quýnh đề dữ lắm rồi nói mẹ con, đánh đề con mà đánh đề dữ lắm trời bà ơi. Già ruột bà còn đối xử tệ đừng nói chi mà cái gì ai nói gì kệ đó, thì nghe là điện cho em Xanh nè dạ. Đó rồi chị từ cảm động tới khi dọn về hết luôn, bây giờ hình như đổ ngoài kia luôn phải không? Không ở đây không ạ. Nhiều ở trong này. Ở đây dưới đây là dưới tông buồn. Hình như em thấy chị nói là chú cái xe chị đẹp để cho giới thiệu cho em cái xe này nào, chị cho anh An đâu chị giới thiệu cho em ấy. Nào. Chú đó chị Nhân là lấy cái xe cho anh An đó nè, cái xe nào đây? Xe đó đó, xe đuôi, xe xuôi, xe sau, xe sau ờ. Xe này hả? Ờ. Wow. Cái còn xe này cái xe này có chị Nhân á. Xe này đẹp quá. Em lắp đời mới luôn nè.
Cái này xe này bây giờ mới chắc cũng năm mấy sáu chục không? Hồi đó là ông nó mua là 58, 59 gì em đó là quá trời đẹp luôn, dán carbon là chính thức là của anh An luôn đó chị. Wow, công nhận là, nhưng mà xe này xe cặp luôn, nhưng mà chị lúc chị quen anh An chưa chị mới mua? Chị mua trước đâu, tuần lễ đó em, rồi là chị mới nhận được cái số điện thoại của mẹ lụa đi qua mẹ lụa đó. Nhưng mà tại sao lúc đó tại vì chị suy nghĩ là chị mua cho anh An vậy? Không, chị tính không trong nghĩ là mua về cho kia kìa, cho nhà em với kia kìa với quê. Bây giờ là trùng hợp là mua cho anh An luôn. Dạ. Ôi ôi, mua xe cho anh An luôn, món quà thực ý nghĩa luôn á. Thực sự á, đôi lúc á mình làm điều tốt quá cô lụa mới mình gặp tốt, chứ nếu mà mình điều xấu đâu gặp được vậy. Chị Nhân chị cũng đâu phải là dễ dụ gì đâu, chị lớn đúng tuổi rồi, chị đâu chỉ có như là chị Nhân là chị trưởng thành rồi cô lụa, chị cũng suy nghĩ chị cũng biết mà cô cũng đâu có dụ nó đúng rồi. Chứ là chị cũng biết chứ ai sao chị biết chứ. Đúng rồi, thì đó cũng như em quen em từ đi từ thiện từ nguyện rồi biết bao nhiêu thì em cũng cảm nhận được mẹ lộ như thế nào đúng không? Đúng, nếu mà em ấy chứ cũng em nếu mà chị nói em là đúng rồi, thực sự nếu mà em mà thấy cô lụa như là không đàng hoàng á, không thật thà là em không quay đâu. Nói một tại em làm từ thiện mà. Đúng rồi, mà cô lụa nói chuyện rất là đàng hoàng đâu ra đó, rất là chân thật. Tại cái phim em nếu mà em quay cô lụa không chân thật á, ảnh hưởng uy tín em chứ. Đúng bộ rồi. Mà cô bao mà con cô bác coi mà con cô bác coi cũng biết á, cho nên thì mình quay ở đây mình không có gây gọi từ thiện mà mình quay chân thật đời sống của cô. Đúng rồi, đúng rồi. Cái người ta thương. Chính như vậy chị Nhân chị cũng mà chính chị cũng cảm nhận được phải không? Chính người ta kêu cho cô mà cô còn không nhận. Dạ. Đúng rồi đó. Nên thì cô lụa nói là không có nhận tiền. Quý người Hoàng Xanh ơi, đời này ai cũng mần cực khổ hết trơn á. Chứ mình lấy đồng tiền ta mình ăn cũng không có ngon đâu. Bỏ cô nghĩ cô không có mà dính líu gì ai chứ. Mình có làm sao mình nói vậy mà mình bao nhiêu mình ăn bao nhiêu à. Mà cô lụa thì thấy hôm trước được bà con hỏi thăm á, cô lụa cũng nhờ bà con cầu nguyện cho anh Nhàn phẫu thuật thành công nha, mà đó, cuối cùng thành công thiệt ha. Thì đó bữa hổm cái clip mình bệnh viện đó. Thì cô cũng nói anh chị em cộng đồng mạng cầu nguyện cho Nhàn cho nó mạnh giỏi luôn rồi. Là mà cô cũng mừng rồi. Thì nó lên là clip Hoàng Xanh quá trời luôn. Cầu mà cầu nguyện cho Nhàn không. Bây giờ anh Nhàn phẫu thuật thành công rồi cô lụa ha. Cô lụa có đôi lời chia sẻ bà con đi. Cảm ơn bà con chia sẻ. Cũng cảm ơn anh chị cộng đồng mạng mà cầu nguyện cho Nhàn giờ nó mổ cũng thành công rồi. Cũng cảm ơn gia đình anh chị. Đó bằng cái tâm đó em, nên là cái gì thật là thật rồi Xanh. Giả là giả, không có đó chị Nhân không có nịnh mẹ lụa đâu. Tại vì chị cảm nhận được. Chị Nhân em thấy chị là một người rất là quyết đoán nha, cũng như là đen ra đen, trắng ra trắng, đúng là đúng, sai là sai, đúng một là chị một, thương hay là hai đó ơi. Cho nên giả sử bây giờ có một người nào tới nhà cô lụa như là như là nói gì hay là làm gì gây gỗ kiếm chuyện cô lụa, là chị có đứng ra bảo vệ luôn không? Không, nếu mà sau này là chị là mẹ nhận là đâu đó đàng hoàng là chị phải ra mặt chị nói những cái nào đúng. Tại vì mẹ mình như thế nào mình đúng thì đúng, sai thì sai, chứ mẹ mình đúng mà sai ăn hiếp mẹ mình đâu được đâu em. Vậy coi mẹ cũng như là mẹ của chị rồi. Dạ. Đó, nên chị phải bên ra, chứ mẹ chị sai chị cũng không bên mẹ chị được đâu. Vậy là quyết định là kiên quyết bảo vệ của lụa đúng chưa? Bảo vệ mình đã là nhận là mẹ rồi thì mình phải bảo vệ mẹ mình chứ em. Dạ. Mình phải có trách nhiệm chứ. Còn dạ, mình không có trách nhiệm không làm được thì mình đừng có nhận, mình đừng có hứa. Dạ. Là như vậy. Tức là mình phải có tình thương chân đúng thành. Đúng rồi, mình nói ra mình nói được mình làm được, nói là như vậy đó em. Mà huống chi này giờ mới mốt ai biết đâu thành mẹ chồng rồi thôi đúng không chị nhá. Thì cái đó thì để chị nói em á thì không ai nói trước, như giờ chị nói em Xanh nghe nè, chị cũng đâu có ngờ mà chị gặp được mẹ lụa đâu đúng không em? Đúng rồi. Đó cái đó là tùy duyên đi, nó đến thì nó sẽ đến. Đúng rồi em. Mẹ lụa anh An. Đó. Chứ không phải mẹ lụa em An ha. Thì thôi em anh gì nó cũng bình thường, em không có gì hết, không quan trọng gần cái tình cái nghĩa và cái tình thương thật sự thôi. Còn anh e cái anh hoặc cái chị hoặc em gì cái đó thì xưng hô gì nữa, không quan trọng ha. Đúng trong rồi em, trong lòng ăn thua trong biết, là mình thân thật biết sống đâu thật là được. Đúng rồi, biết đâu là ở ngoài á, chị xưng là đúng rồi, em An đúng rồi, chị Nhân ngọt, nhưng mà trong anh lòng em. Còn trong lòng á thì rồi, ông xã bà xã dạ, cũng dối, có thể đúng rồi. Không có dù nhiều khi trong lòng ông xã bà xã cũng chừng đúng, hả? Đúng không chị Nhân, nhiều khi trong lòng chị ông xã bà xã cũng mừng cho chị đúng không? Thì chưa biết không biết thì chị em nói sao chị gật đầu vậy đi. Như nào tới thì hai chứ giờ cũng chưa có tới thì đó cũng hy vọng là vậy đi. Nhưng em mà đó thì sống em chắc em nhìn này có thể thì cái gì đó thì em cái đó thì em cũng nhưng mà mình hy vọng chị hy vọng mình mong đó, mừng đúng rồi.
Tại vì người ta đã tới đây rồi chú Lụa, người ta đã tới đây, người ta đã thương yêu, người ta chia sẻ cho mình. Đúng rồi. Thì bây giờ con ở ngoài con cũng như cháu của Lụa đi. Đúng rồi. Thì con cũng mong có hạnh phúc. Thì cái gì chuyện gì thì cũng nó từ từ cũng sẽ tới à. Đúng rồi. Cháu cũng đâu được đâu, đã lớn vậy rồi. Lên vậy rồi. Thì từ từ cũng anh chị em cộng đồng mạng cũng biết à. Mà cô Lụa thấy chị Nhân này thấy trẻ dễ thương không? Con dâu này quá tuyệt vời ha. Chưa bao giờ cô được cầm ngồi con dâu gì. Cần nghiệp lắm, tới là ra nó nói chuyện với mẹ xong rồi đầu ăn tính toán rồi nó đầu đi vô phòng thấy em mà nhà cũng cửa sạch sẽ này kia, cô cũng mến, cô cũng thương. Không có mà ra cà hay này nọ, sáng mẹ uống cà phê này nọ rồi mẹ đi đi con nhà cho. Cô nói thiệt với Hoàng Xanh nha, người đàn bà là cô không phải là nói gì không có giỏi vắng trong nhà là ok rồi. Đó. Cái giỏi vắn gia đình là cái đó biết. Là cái đầu tiên đúng rồi, cái đầu tiên chứ đâu phải mà mình giỏi ở ngoài đồng là mình giỏi đâu. Đúng rồi đó, chị không có vòng ngoài đường, trong nhà trước, trong nhà trước đi, làm gì làm là cô ok rồi, trong nhà mình dẹp dọn sạch sẽ rồi muốn bán cái gì nó cũng mẹ lôi con đi sửa xe nha, nó mà ăn phát triển chỗ này ngang đó. Còn Hoàng Xanh mà cái nhà Hoàng Xanh thấy ghê là không khi nào mà ăn phát triển á. Đúng rồi, tôi nói nhà sạch sẽ mới có tài lộc trong nhà. Đúng rồi, đúng rồi đó. Còn phụ nữ người ta muốn biết thế nào, ta nhìn vô nhà cửa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mốt là xong là vậy bắt đó. Đầu là dọn sạch đó luôn đó, là tắm lỏng bên trước luôn đó nha. Cho như là mình đổ phong thủy cho mẹ Lụa luôn. Thủy luôn, đổi sao bây giờ chị đã dọn dẹp hết em, dọn dẹp sạch luôn. Dọn dẹp cái chỗ và cái cây cối đó. Đúng rồi, làm nhà xong là đầu dọn sạch hết. Dọn cây cối cây nó tùm lum, đúng rồi em. Vậy là cho cái nhà thoáng ra. Đúng rồi. Đó làm hoặc là có mẹ nâng, nếu mà được có nâng cái này cao lên cho nó thoáng luôn cái mặt tiền luôn em. Ồ vậy là chị Nhân nó... tính thiết kế thì lại đó, luôn hả? Chị có tầm mắt lắm, chị nhìn là chị ấy tự nhiên là chị làm nên mới nói chuyện với mẹ vậy. Mẹ ơi tôi con dọn nó nha, là bắt đầu vừa nói đâu ngọn chút là ủa mày dọn luôn hả, đó, dọn luôn nói làm mẹ ơi. Đó định tưa là mẹ ngủ rồi chị nhìn mới làm, ai giờ thấy nó bực bội quá, nó tùm lum mà nó không gì cái gì á em. Thôi làm mẹ nó luôn đi, trước sau cũng làm luôn. Wow. Đó là vậy đó. Hay ha, nhanh tay lẹ chứ. Chị vậy á. Vậy là mấy cái chỗ đó chị dọn hết luôn hả? Chị với mẹ là làm. Vậy mà mẹ ra mà phụ coi với chị á, chứ đâu có cho làm mình đâu. Bởi vì thấy nó gọn hết đồ nhiều mà. Chị canh đầu giờ chiều mẹ ngủ rồi chị mới làm. Mà không biết sao thì chị thôi ra làm luôn đi. Rồi chị làm mà mẹ nói ủa mày làm luôn. Dạ con làm luôn. Đó. Dạ. Giờ mày làm á hả? Làm rồi cái mẹ ra làm với chị luôn. Ủa hình như là cái xe nước mía nè, rồi cái tủ bánh đó, mì đó, nè đó, đó bạn chị bán đồ có đi đồ hết mà. Quá trời đồ thì đó rồi. Thì lấy đồ nhiều lắm em, xe hình như có bản hiệu gì đó kìa. Thanh Dung á, hai đứa con chị đó bản hiệu Thanh Dung đó, bản hiệu đem theo luôn. Mới mốt rồi mình tới lấy biển hiệu, mình mốt tính lấy bản hiệu gì chị để coi tới đó mình mở quán rồi mình biết em, mình coi mình cái gì gì á rồi mình bỏ cái đó mình An làm nhân lại nha. An Nhân để cái đó luôn cũng được. Thôi để cái tên mới đi cô, nhiều khi nhà có anh An ta dễ tìm, An Nhân đi. Thấy nha, anh Nhân nói đúng rồi đó. Thôi An Nhân cũng hay. Nó, em này nó hay lắm, thương nó tự cho đó. Nó nói chuyện, nhiều khi mình thấy là mình được cái động viên á mà, nói chuyện với thương á. Nó hài hước á, nó làm cho nói cái câu rồi nói là cái cũng ảnh hưởng lắm nghe. Đúng rồi, nó nói rồi, như mình cảm thấy như là mình bị cái chết gì đó rồi nhờ nó, đầu nó động viên, nó hài hài á. Cái mình rơi đi, mình không còn nhớ cái vụ đó nữa, là nó như vậy đó. Tốt nhất mình cho người ta cái động lực, cái lời nói mình động viên cho người ta, hơn là mình nói những cái lời mà làm cho người ta buồn. Cái tinh thần nó vui vui, hài hước rồi nữa đó. An Nhân mới mút đẻ con đứa nữa là An Nhiên. Đúng rồi. Còn ví dụ một đứa lần sau nữa là An Phận. Hôm nó cũng nói mút đẻ gà một bầy. Lúc đó vừa đẻ một bầy chắc dữ đã luôn. Con nó nói sanh ra mày lại mày phụ dữ. Mày phụ dữ cháu. Con nó phải tiễn người giữ cháu con loại. Đó. Quá trời vui chị Nhân, quá trời vui tính dễ thương cô Lụa ơi. Vậy á. Mà hợp tình hợp lý nha. Cùng chứ không phải là ai cũng vui không có đâu nghe. Không có đâu, chị vậy đó chứ nói thiệt. Em là ghé ủng hộ đó, em là khai trương là có mặt. Đúng rồi, chị sống Nhân khai trương là chị quý, có mặt á. Chị quý đúng chứ nói thiệt còn thì đó, em mở hàng đắt lắm chứ nha chị. Trời ơi nhìn lên nói ra mình chị là quá ok, mừng muốn chết luôn đó. Em lại là mừng giặt vô giặt đo luôn. Khai trương nữa mình có kéo một cái băng rôn khai trương ngày mấy rồi thì đó, chắc phải có chứ. Đó chứ làm ăn bây giờ cạnh tranh lắm nha. Tại vì mừng quá mà vui khai trương thì cũng trước bắt là cũng cảm ơn em. Tiệm tiệm ăn đó, An Nhân. An Nhân, An Nhân, An Nhân, An để mốt đẻ con nó đặt tên gì nói luôn đi. Nãy nó An Nhiên rồi đứa tiếp theo là An Phận luôn. Không nó chị chơi có thiệt, có câu đẻ vui đẻ các cái cặp nữa trai gái vô một đội đá banh luôn á. Đó là con cặp đó Hoàng Xanh hả qua dồn
quá cho chị nhắn cười cái lỗi chị nhắn vui chưa. Chị nhân là coi như là đúng chuyện á, chị nhắn cười quá trời. Không vui mà kệ, biết có không không biết mà kệ, trước mắt mình thấy gì vui mình cứ vui, mình cứ cười kệ đi. Ai nghĩ vậy? Ta nói là mấy người mà ăn ngay nói thẳng mà cười như chị nhân cái gọng gãi. Cô Lụa thấy gọng gãi hay kêu kêu. Trời nó gọng gãi lắm. Để nói nè. Nó đi nửa đường. Nó gặp cái bà con nhỏ kia, con kinh thông giật gì đó, không có tiền. Cái nó cầm nó cho 500. Cái người ta không tiền đi tới luôn, ngay trong bến xe không tiền. Cái bắt đầu đưa cho 3 triệu, bà đó bà mượn 3 triệu. Đưa luôn. Mà không, không không quen biết gì hết. Rồi giờ cái người ta không trả luôn. Coi như làm phước á chị nhắn. Lại thấy giờ em cũng 30 tuổi với xong rồi. Gãi thương mà người. Bà bị bệnh sốt hay sốt bệnh lợi cái giật mà nước miếng nước mồm nè. Có chân này. Cái đó mình giúp rồi, đúng rồi, ý nghĩa quá. Có nghĩa là mình nói từ cho mượn thôi chứ mà mình đâu có mong lấy lại đâu. Đúng rồi, xanh đó chị tốt cũng quá. Nói vậy, đúng làm rồi. Từ thiện, đúng có rồi tâm. Đó. Cái này là công việc nè, giúp người ta là con đúng quý. Rồi. Tại vì bữa chị không nói đâu, cái anh An mới hỏi có cái gì không, rồi lúc mà còn khi chị bận chị Nhân rồi. Ơi có cái gì không nói cho em nghe. Mà nghe gì mà tiền bộ chị thiếu tiền ai hay gì vậy, nó rồi. Không có. Tại vì nói là một chút gửi qua tài khoản cho chị. Đó, gửi đầu cái kêu chị ngồi đó chừng 20 phút rồi có người đem lại trả cho chị. Rồi. Đó thì chị chờ rồi. Không gửi cho ai, gửi cho ai? Gửi cho chị là kêu gì ngồi chờ xe đặng đón nhưng, xuống đây mà, nè. Nhưng mà chị thấy người ta bị bệnh thiệt không? Đúng, thấy luôn, chị đang ngồi chờ xe mà. Dạ. Thấy luôn. Mà cho cầm cho 500 viên. Cho 500 rồi kêu đi chở bệnh viện, ta nói là không có tiền chở đi. Là giờ giờ chỉ ra ngoài mua thuốc cho cháu uống thôi. Rồi chị mới nói thôi giờ là đưa thêm 2,5 triệu nữa là chị 500 là 3 triệu. Là chị cho mượn đó, rồi cho mượn 2,5 triệu chị là 500 mấy chị nhắn cho. Rồi. Đó thì em viên đó mới nói là mọi chị ơi một chút ông xã em lấy tiền rồi đem lại chị cỡ 15 phút thôi. Đó thì bắt đầu chị chờ tới gần hơn nửa tiếng không thấy đâu á. Okay, làm thì điện thoại đúng rồi, điện thoại cho chị thì nói là chị ơi thông cảm giùm em đi, tiền chưa lấy được có gì 3-4 ngày nữa rồi chị đưa tài khoản rồi em chuyển cho chị đó. Tới giờ mất tiền rồi thì 3-4 ngày okay, làm phước đi đó. Ba la mật đi thì bữa đâu 11 cái chị đó bà khấm khá bà trúng số là ngày coi. Ngày đón xe xuống đây luôn, ngày đón xe xuống đây ngày đầu tiên á, bữa ngày 22 mình đó. Cái đó, ngày đó, cái ngày đó. Đầu tiên xuống đó, đây đó, là đó, biết làm phước đó, đó thì đó thì bởi vậy chị mới được gặp cái ngày đầu tiên tới đây mà biết làm phước đó mẹ hồng mẹ hồng mẹ con nói bởi vậy. Bởi vì chị tại nói... vì cái nói là cái gì mình phải vạn sự khởi đầu nan, cái ngày đầu tiên mình tới đây mình bước chân tới đây mình phải tạo một cái gì đó có cái công đức cho cho mình đi đường đúng đi rồi. Xá đâu mình phải làm hay điều ý nghĩa cho này. Đời đúng rồi, chị thì nghĩ đúng ai rồi. Biết đâu cái dòng đời biết đâu mai mốt mình gặp chuyện cũng có người khác là giúp mình đó cô lụa đúng rồi. Bởi vậy chứ mình sống mình đừng có ích kỷ. Chị nói Sanh, chị nói Thanh sao, chị nói nhiều khi chị bị người ta lừa tiền lừa bạc nhưng mà bị xô xát chị Nhân không có từng bị đó là như vậy chị hôm chị cũng nói với em đúng không hôm chị bởi nói cơ thể chị còn lành lặn tay chân trắng trẻo không có trời bữa chị giao bia em tin không chị lộn đầu ngay chứ đường chưa hồ quắc luôn á chị lúc đó là bị chiếc xe là kiểu dạng chị chưa có quen chị thắng tước em nó nhủi đầu chị Nhân luôn á mà chị Nhân không sao á nó nhủi nguyên xe như người luôn á ta mà chở lúc đó 5 thùng bia đó em tin không đó là đường vô chùa Hồ Quốc đó nói cho em biết mà chị Nhân nhìn không có sẹo không gì là người một sẹo người hả? Chị mà kiểu như là một người chị như là gọn gàng rồi hai chân thì nói ấy tin Nhân rồi sao có đó chị làm việc chị thì đúng rồi em đó mừng thì cho chị tìm mồ hôi nước mắt mà em kể. Mừng cho chị đã tìm được một cái nơi như nhà cô Lụa đó thì nói tiếp sớm sau thì chị cũng cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn anh em của em rất là nhiều vì nhờ anh em của tụi em sống từ nguyện vậy làm từ thiện vậy đó thì có cái tâm nên chị quý mến là chị theo dõi chị mới gặp được mẹ Lụa vậy đó với anh An như vậy thì cuộc đời chị cần bao nhiêu đó em thôi em cũng mong cái kết cuộc sau này sẽ là một cái cuộc thật là đẹp với cô Lụa ha để nó ghi dấu một cái kỷ niệm rất là đẹp mà em con đã từng đi tới nhà cô Lụa như thế này và cô chú chị ơi cái câu chuyện anh An cô Lụa và chị Nhân xuất hiện thì một cái điều kỳ tích dành cho gia đình cô Lụa bởi vì khi mà mình gặp nạn mà mình có một người quý nhân đã xuất hiện như thế này để động viên để mà giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất thì cái điều đó rất là quý cho nên thì mình hãy chúc phúc cho anh An và cô Lụa đặc biệt chúc cho chị Nhân với anh An cũng sẽ có cái kết thật là đẹp để cho tương lai của chị Nhân, những quãng đời cuộc sống của chị Nhân sau này sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Tại vì một khi một người phụ nữ mà họ đã dùng hết những cái tình cảm, những cái vật chất hay là những cái tình thương dành cho gia đình anh An thì nghĩ họ rất là mong cầu được hạnh phúc cho nên mình hãy chúc phúc cho họ. Và Hoàng Xanh vẫn luôn cập nhật đời sống cho tới khi chị Nhân mở một cái quán, Hoàng Xanh vẫn tới đây ủng hộ để chia sẻ địa chỉ để cho có thể chị có thể buôn bán và chị có tiền, chị có thể ủng hộ cho những người khó khăn. Đó, Xanh thấy chị có cái tâm như vậy thì Hoàng Xanh rất là quý chị.
tại vì không biết cái cuộc sống chị trước đây thế nào, nhưng mà nếu mà đúng sự thật là chị cũng có tâm giúp đời thì nó cũng cùng cùng với sở thích với Hoàng Xanh, đúng không cô Lụa? Dạ. Rồi cô Lụa cũng vậy, cũng thương cà rốt mới nuôi được cà rốt như vậy, cho nên thì đâu đó cũng có cái nhân duyên với nhau, đúng không chị Nhân? Dạ đúng rồi. Dạ. Đâu gì đó hết em ơi. Dạ. Mình nói thật, mình sống mình có cái tâm và mình thương người đó, mình sống đúng lương tâm thì nói thật sự em thì phước đó, nó sẽ đưa đến lại cho mình mất rồi nó sẽ đưa đến lại cho mình lại hết tất bù cả đắp lại hết. Đúng rồi em, đó giống em cũng đừng nói. Dạ. Mà như dụ giờ cái áo đó giờ nó giờ bằng hết vừa rồi anh sẽ có áo mới hay hoặc đôi dài gì đó. Chứ, chị có coi cái đó luôn hả? Có chị, trời ơi chị nói chị coi hết. Em nói là nếu mà cái đôi dép đó mình mang không vừa nó không lẽ mình mang ngoài đâu chứ anh cũng em mang hủi anh mang thôi. Đúng rồi, chị thấy em sống em cái tâm của em rất là cao cả, là em khuyên chân thành luôn. Em bằng cái tâm là em nói những cái gì em có thể là em nói hết ra luôn. Dạ. Để mà nhiều khi anh An anh không hiểu mấy cái điều đó đó em à. Vậy là cứ chị sống vậy. Thấm đó, chị thấm không, được trời, chị đã nói em rồi, chị sống bởi vậy em có cái tâm nên chị mới theo dõi, nên là cái động lực của chị khi chị về là chị mở ra chị bắt tivi chị coi, còn tối thì chị lên gác chị mở điện thoại thì giờ mẹ lộ còn biết nữa. Chị ghi 24/24 luôn, chị sợ hết pin thì chị nghe kinh Phật này nọ rồi kinh giảng đó em, rồi chị tự chị ngủ thôi. Mùi mẫn quá chị ngủ rồi là bạn á, là chỉ là bằng ngày thì cái tivi, tối thì cái điện thoại thôi, là như vậy thôi. Bây giờ sắp tới là chị gắn tivi ở đây ha. Xin mẹ gắn chỗ đó đó. Mẹ nói rồi là được hai cái là mở kênh em rồi đó. Đúng rồi đó. Bây giờ ba cái điện thoại, bốn cái nữa là coi như kênh em là lên luôn chỉ nè. Đó mẹ nói con ấy đi rồi An về rồi ấy đi. Rồi mẹ con nay bầm dập chiếc xe nó kìa, nó thay gặp gì bởi vì nó mẹ con mình cũng đâu có thua ai mà sao gặp cái gì đâu không. Dạ. Tội nghiệp của Lụa quá. Tội nghiệp mẹ lắm, đi ra đồ mẹ cũng sợ, mẹ cũng lo rồi cũng gì với lụy nên đang gặp chuyện lành hay chú Lụa nhớ. Đúng không rồi. Cái đêm mà con qua đây anh An với cô Lụa mừng rỡ luôn á. Nói có người giúp đỡ, giống như anh An nói là có giống như cái ảnh hơi cô Lụa nói còn hơn trúng số nữa. Đúng rồi, cô Lụa khẳng định vậy. Tự nhiên bữa mà em ra giấc tối á mà quay cảnh mà anh An với thằng Cầu Gót đó đang ngồi đó mà gần 10 giờ đêm đi nhớ. Dạ, đêm đó là chị khóc cả đêm luôn. Thấy cái là tình cảm cha con sắp chia tay ở trong căn tròi. Rồi gặp em nói rồi quay cái cảnh mà cái giường người mụ em nói cái mùng người sao này nọ. Dạ. Chị cảm thấy như là nó sao sao chị cũng không hiểu nổi, chị nói tối nó bắt nó vô. Thì ý là nó ý là quay là cái tình thương á mẹ. Cái tình thương á rồi như vậy đó, sống như vậy đó. Nó nghèo thiệt mà nó rất là nó cao cả. Thấy gà gót nó nằm á, rồi khi mà kể cầm cái bình sữa này nọ mình thấy cảm thấy thật sự mà một người mẹ như em đó thật sự chị cũng không hiểu sao. Coi như là chị sẽ tới sự bù đắp cho anh em ha. Không thì có thể thì em nhìn thì em cũng đã biết rồi không chị nói thật sự em chị nói thật chị cũng nói cái trong cái tâm chị Nhân cũng giống như em thôi, em làm những gì em có thể đó. Và chị thì nói ra thì chị nói em là chị chỉ có cái tình cái nghĩa thôi em Xanh à, chứ còn tiền bạc chị Nhân không có đâu. Chị Nhân sống bằng tình bằng nghĩa là được đúng rồi. Chị Nhân giàu có tình cái nghĩa thôi, còn tiền bạc chị Nhân thực không sự có thì đâu. Hoàng Xanh cũng vậy chị Nhân ơi, Hoàng Xanh cũng vậy. Nếu mà trên cuộc đời này nếu mà đúng mình rồi. Sống mà mình có tiền nhưng mà mình không có tình không nghĩa cũng vậy, tình không nghĩa đúng thì cuộc sống này nó lạnh đúng như rồi, đồng tiền nó cũng không có lạnh như tiền vậy. Còn khi mà mình sống bằng cái tình cái nghĩa lúc nào nó cũng ấm áp giống như có cái lò sưởi gì đó đúng rồi. Chị cũng nói mẹ Lụa hoài, mẹ ơi con bệnh con làm ngàn kiếm mấy trăm ngàn mà tình thương không có, không có tình thương. Tối về rồi ăn uống em biết không, không phải là chị không ăn, ăn trời không nổi. Xúc động luôn. Thiệt chị buồn. Bây giờ tại sao mà chị dọn về từ Phú Quốc về đây, tại sao chị không về nhà mẹ ruột chị ở Bến Tre đi, sao chị lại quyết định chị về đây luôn? Chị không nói điều đó em, tại vì chị không muốn mẹ buồn á, chị nói chị cũng muốn về, chị về rồi mà chị cũng có nỗi khổ á, nên chị không về, không về cũng cách về nhà đây. Cửa xong hết đó em. Có nhà có ngày nào đó chị mời em về nhà chơi đám dỗ ba chị cũng tới rồi, cũng sắp tới rồi á. Mà đám dỗ chị có về nhà không? Về chứ, về em dỗ ba chị mà. Về chứ em. Dù thôi đừng có buồn chị, không sao đâu. Chị đang chị cũng nó cảm động, nó bị xúc động ấy em. Xúc động do là chị tội nghiệp anh An quá. Anh An với đối xử cà rốt thì tôi xúc động quá. Rồi bây giờ anh An thương chị lắm rồi đó. Nói là thương chị Nhân mà có nói trong clip mà. Đúng đó. Rồi bây giờ chúc mừng cho chị Nhân nha. Kính thưa cô chú anh chị Nhân thì là một người chị rất là thương người, Hoàng Xanh rất là quý. Cho nên thì Hoàng Xanh sẽ tiếp tục cập nhật đời sống của cô Lụa anh An. Sắp tới anh An sẽ về rồi cái kết quả sau này còn nhiều thứ nữa. Cho nên thì bà con yêu mến chị Nhân và chị Nhân luôn sẵn sàng chia sẻ đời sống chị cho quý khán giả yêu thương chị đúng không chị? Nếu mà chị nói em Xanh nghe, nếu mà chị với mẹ mà nếu mà mẹ chấp nhận chị là một đứa con á thì những gì chị cũng lấy công bằng lại cho mẹ Lụa. Tại vì một người sống tốt mà cứ đối xử người ta này nọ chị cũng cảm thấy chị cũng xúc động giùm cho một người mẹ của mình.
đó thì chị cũng sẽ tiếp tục theo cái kênh của em thì chị sẽ làm những cập nhật và những gì để cho cộng đồng mạng thấy cái năng hiểu được trả lại những cái gì của mẹ Lụa làm, tất cả như là cái gì gì mẹ Lụa từng làm mà người ta nghĩ sai về mẹ Lụa đó, làm cho mẹ Lụa tổn thương hay này nọ, người ta hiểu lầm về mẹ Lụa đó, thì ngày nào đó thì mẹ Lụa lấy lại cái hết cái công bằng. Quá trời thương rồi. Rồi, chị hy vọng là vậy nhiêu đó thôi. Rồi, kính thưa quý chú, các anh chị biết khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh, bây giờ thì Hoàng Xanh cũng xin được phép cho tạm biệt tất cả các chú anh chị. Hoàng Xanh hẹp lại gặp lại của ba anh chị video tiếp theo. Gia đình của Lụa sẽ, thì người ta nói là cái niềm nỗi buồn trở đi thì niềm vui sẽ tới, của chú anh chị sắp tới. Gia đình của Lụa nhiều niềm vui lắm, xây nhà xây cửa buôn bán rồi nhân người chị Nhân với anh An, hy vọng sẽ họ sẽ có một cái điều tốt đẹp mà họ sẽ công khai với bà con cô bác. Bây giờ bà con yêu mến hãy bình luận phía dưới và chúc phúc cho gia đình của Lụa nha. Bây giờ thì Hoàng Xanh chào tạm biệt bà con và hẹn gặp lại cả nhà.